Đây là thịt heo nóng heo nóng người ấy đi ở anh em ở Mơ Rắc nha các bạn. Nóng tận nhiệt nhiệt ní. Mạch má nhiều đây này. Đây như này. Ông mã xiên xa là cứ mạch trong này nữa. Ông kia ngộ đúng đứa được một vâm thuộc đấy, em vừa tắt cọ bổ. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon, ngon. Cảm ai rồi. Theo nóng cái đèn gì. Đây. Rất ngon. Đây anh em. Hôm nay qua đây mừng nhà mới của Dượng. Hôm nay được 2 ngày liên tiếp ăn heo nóng. Ở khang mà ngon không? Vâng, ngon. Ương mà đặc sản anh em. Đừng làm như mơ. Rồi mà bài cạ bài cái này cái này. Thì cạ bài chơi. Lắp một bếp nữa. Đây, chú ăn đi. Và tầm nê là bà. Ở đây ai cũng ăn nha. Và tầm nê đó nữa. Làm mình không uống được rượu trắng, uống được bia thôi. Bà làm mệt. Bà làm không? Rồi rồi, bà làm. Tại không? Nó sang giờ. Bấm nhạc có tầm nằm, nằm dọa lại lạc ốc cầm. À đây, em. Nè. Ông rớt này. Ông tê này. À đây, nó mệt. Nè, dạ. Mẹ mà đi như đọc hay tụi nền. Tụi ốc có tụi ngại dùng ta. Thế ngon, là miếng mồi. Cái gì là bóng ụt mồ. Này cơ chắc bóng ụt mồ. Chắc là bóng ờ. Này nhịp. Này ngon được. Làm miếng thứ hai, thứ ba rồi nha. Bà con. Làm được cơ. Rất làm lúc bao, thật băng ô. Nó không cần mạng mạng nhiều ra trót. Ông mạng lên bó rồi tâm ơi. Nó làm thầy. เมื่อเราก็ได้รู้รถก็มาเต็มมันดีเอ้ยไปหน่อยเลยไปกาอ๋อเอามาเอาอยู่ระมัยนี่อ่องอ่องเห็นปลาตัวนึงอยู่นี่อันนี้ก็ไม่แน่ไปกาพอโคตรจะจอดนี่จอดอ่องเออไปหน่อยนี่น่าจะอยู่ทําไมนะอยู่ถ้ามันจะอยู่จอดอยู่จอดอ่องปลาไหลนะอ๋อมา